Thưa quý vị, những năm gần đây, các vụ bạo lực học đường xảy ra ở nhiều địa phương. Việc tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu tình trạng này. Sau đây là ghi nhận tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, tại trường trung học cơ sở Tân Thành, xã Bầu Cạn, phòng tư pháp huyện phối hợp với đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho gần 300 em học sinh. Thì hiện nay khi mà em lướt cái trang mạng xã hội thì bắt gặp rất là nhiều hình ảnh, bài viết, video về bạo lực học đường. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, tinh thần của nạn nhân bị bạo lực học đường. Em sẽ gọi cho những số tổng đài như là số 111 để thông báo về việc bạo lực học đường, hoặc là nói cho những người lớn xung quanh em như là ba mẹ, thầy cô và giám hiệu nhà trường không xúc phạm hoặc là nói những lời mang tính có sát thương đối với những người bạn của em. Mặc dù trên địa bàn huyện Long Thành chưa ghi nhận trường hợp bạo lực học đường gây ảnh hưởng xấu dư luận, tuy nhiên ngành giáo dục huyện vẫn luôn chủ động phối hợp phòng chống bạo lực học đường thông qua những buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức các diễn đàn, hội thi. Bên cạnh đó, vai trò tích cực của các ngành các cấp, mỗi gia đình cần chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện. Hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử văn hóa được xem là một trong những cách dạy và học hiệu quả hiện nay. Đây là một buổi trải nghiệm tìm hiểu học tập về lịch sử văn hóa vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai, 325 năm hình thành và phát triển tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, dành cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Con được tham quan một cái tiết trải nghiệm hoạt động của môn giáo dục địa phương, thì con cảm thấy nó rất là bổ ích. Và con được biết thêm nhiều về văn hóa của tỉnh Đồng Nai, cũng như là có thêm nhiều kiến thức sâu rộng về địa phương của chính mình. Cái cách tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm ở những cái bảo tàng, những cái di tích lịch sử văn hóa, thì từ đây học giáo viên sẽ nắm được cái phương pháp giảng dạy, đưa những cái chương trình địa phương gắn với thực tế hơn và giúp cho các em mở rộng cái kiến thức hơn. Và đây chính là một cái phương pháp dạy học mà giúp cho học sinh phát huy được cái năng lực của mình. Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa cũng đã tổ chức chuyên đề với chủ đề Sử dụng di sản trong dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đồng Nai cấp trung học cơ sở. Chuyên đề là dịp để các thầy cô giáo bộ môn liên quan có được cái nhìn cần thiết về bộ môn giáo dục địa phương. Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 thì cái hoạt động giáo dục địa phương là một cái hoạt động bắt buộc. Nó xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Cái hoạt động giáo dục địa phương này nó nhằm có 6 phân môn. Trong đó có một số phân môn như là lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, vân vân. Thì liên quan đến tỉnh, cụ thể ở đây là chúng ta đang đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì chúng tôi đang học về giáo dục địa phương của tỉnh Đồng Nai. Học sinh qua cái môn học này sẽ được tiếp cận đến với lại những cái tri thức, những cái nền tảng, những cái cốt lõi của văn hóa của tỉnh nhà. Việc đưa hoạt động trải nghiệm tìm hiểu lịch sử văn hóa Đồng Nai là rất cần thiết, không chỉ tuyên truyền giáo dục cho học sinh mà còn quảng bá hình ảnh của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai ngày càng sâu rộng hơn.